Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, dẫn động, lồng ghép, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2024 được huyện Bến Lức triển khai sâu rộng tại các xã thị trấn. Việc này đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Năm nay, chiến dịch được chia làm hai đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 2024 và đợt 2 bắt đầu từ ngày 10 cho đến ngày 23 tháng 6 năm 2024 tại 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bến Lức, với mục tiêu mỗi xã thị trấn đạt 50% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được khám phụ khoa, trên 50% nam nữ chuẩn bị kết hôn có nhu cầu được tư vấn và khám sức khỏe. Nay là bên y tế mời được đi đi khám về cái phụ khoa để mà mình tòi gầm sót được cái bệnh ung thư hay là được mình kịp thời được mình đi khám. Đây là điều kiện này là quá tốt hiệu quả của truyền thông không chỉ nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản mà còn thu hút đông đảo chị em phụ nữ đăng ký tham gia hoạt động khám siêu âm và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Kết quả các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn đạt 114,3% kế hoạch, biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 108,47% kế hoạch. Gần 300 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn, khám và điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản và thực hiện các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại chiến dịch phụ nữ áp chánh nói chung bây giờ đa số ai cũng làm công nhân hết thì bây giờ mà khi mà có chiến dịch ra thì mình cũng thuyết phục mình nói là bây giờ có thể xin xin nghỉ buổi sáng là theo nghỉ về chế độ đó được nghỉ phép thì người ta tranh thủ người ta nghỉ buổi sáng chiều ta vô ta làm thì cũng không mất ngày làm của người ta xin phép thì được thì mình cũng giải thích cho người ta hiểu bây giờ ở ngoài thì khá thì phải tốn tiền mà lại đây thì miễn phí đa số công nhân thì nói chung cũng nghèo chứ không có khá gì nghe miễn phí thì ta cũng mừng. Những kết quả đạt được từ chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch quả gia đình, không chỉ dừng lại ở những con số mà còn cho thấy trách nhiệm của cá nhân gia đình và toàn xã hội đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số kế hoạch quả gia đình.